Hello, xin chào, chào mừng anh chị đã quay trở lại với channel Lê Đình Kiên. Mình xin tự giới thiệu, mình là một nhà sáng tạo, làm nhà đầu tư và là một chuyên gia marketing. Hôm nay mình muốn chia sẻ một chủ đề vô cùng hấp dẫn và tuyệt vời mà mình tin chắc rằng được rất là nhiều người quan tâm. Chủ đề hôm nay mà mình muốn nhắc đến, chia sẻ và gửi đến tất cả các bạn đó chính là sự nghiệp của bạn sẽ phát triển nhanh chóng, thành công một cách đột phá nếu như bạn nắm rõ được những nguyên tắc đỉnh cao này. Dưới đây mình xin kể ra những cái nguyên tắc vô cùng hiệu quả, nó sẽ khiến sự nghiệp của bạn phát triển, nó sẽ khiến công việc của bạn được thăng tiến và đồng thời từ đó nó sẽ cải thiện chất lượng cuộc sống của bạn. Nếu như bạn đang tìm ở đâu đó một cái công thức để có thể giúp bạn phát triển sự nghiệp, giúp bạn có được một tương lai tươi sáng hơn thì video này dành cho bạn. Xin chúc mừng bạn. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với channel Lê Đình Kiên. Hãy đăng ký kênh và ấn vào biểu tượng chuông bên cạnh để có thể cập nhật được những thông tin hay bổ ích nhất mà mình sẽ chia sẻ trên kênh Lê Đình Kiên. Và dưới đây mình xin kể ra những cái nguyên tắc đỉnh cao mà có thể giúp bạn phát triển được sự nghiệp. Cái điều đầu tiên đó chính là bạn phải là một người luôn luôn có một suy nghĩ tích cực và phải cống hiến hết những cái tài năng tiềm ẩn bên trong bạn cho công ty của bạn. Nếu như bạn muốn phát triển công việc hiện tại bạn đang làm thì chắc chắn bạn phải phát huy tối đa được những cái năng lực, những cái kiến thức, những cái kỹ năng cũng như những cái kinh nghiệm của mình. Và đôi lúc bạn sẽ tự hỏi rằng có những người ở ngoài kia, người ta làm 25, 55, thậm chí 10 năm mà vị trí của người ta vẫn dậm chân tại chỗ, họ không phát triển được. Đó chính là họ lười biếng, đó chính là họ an phận, họ không muốn bứt phá. Tức là họ nghĩ rằng mình chỉ cần có được cái kiến thức đó ở một vị trí công việc như vậy là mình có thể hoàn thành được với một cái mức lương như vậy thì bạn sẽ không bao giờ phát triển được. Còn nếu như bạn nghĩ rằng mình phải học hỏi những cái kiến thức mới, học hỏi từ những người đi trước, những kỹ năng cũng như kinh nghiệm mình phải thường xuyên trau dồi và cải thiện những cái điểm yếu của mình thì từ đó bạn sẽ rất là phát triển được sự nghiệp của mình. Và một cái điều đặc biệt nữa đó chính là bạn phải cống hiến hết những cái khả năng tiềm ẩn của mình cho công ty của bạn. Nếu như công ty của bạn đang gặp phải những cái vấn đề hay những cái khó khăn, những cái thách thức mà công ty đang phải đối mặt và bạn giải quyết được cái vấn đề đó, tức là bạn bán một cái giải pháp của bản thân bạn cho công ty, thì từ đó tự nhiên sự nghiệp của bạn sẽ phát triển, công việc của bạn sẽ được thăng tiến. Chính vì vậy bạn phải đưa ra cho công ty được một giải pháp và bạn phải cống hiến hết mình, bạn phải làm việc hết năng suất thì từ đó sự nghiệp của bạn mới phát triển. Và một cái điều số 2 nữa mà mình muốn chia sẻ để mà bạn có thể phát triển được sự nghiệp một cách nhanh chóng và thành công trên cái con đường mà mình đã lựa chọn rồi, thì cái yếu tố thứ 2 này nữa đó chính là bạn phải hòa đồng, tức là bạn phải xây dựng mối quan hệ với những đồng nghiệp, với những bạn bè trong công ty của mình. Nếu như bạn không biết cách dung hòa giữa các cái mối quan hệ xung quanh trong cuộc sống và đặc biệt trong sự nghiệp, nếu bạn muốn phát triển được thì bạn phải hòa đồng với mọi đồng nghiệp của mình, với mọi người ở trong công ty của mình. Bởi vì các mối quan hệ đó nó sẽ giúp cho bạn rất nhiều trong quá trình làm việc. Nếu như bạn đang thiếu ở một chỗ nào đó hoặc cái điểm yếu của bạn không được điểm yếu của bạn, bạn không phát huy được mà thay vào đó bạn có thể dùng những cái điểm yếu đó để bù đắp lại, tức là những đồng nghiệp khác sẽ bù đắp lại cho bạn. Và trong quá trình giao tiếp, trong quá trình làm việc thì các cái mối quan hệ nó cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến công việc của chúng ta. Nếu chúng ta làm một mình thì rất khó để chúng ta có thể thành công được. Muốn đi nhanh thì đi một mình, còn nếu muốn đi dài, muốn đi lâu thì chúng ta hãy đi cùng đồng đội, chúng ta hãy đi cùng đồng nghiệp. Đó chính là phương châm phẩm chất của những người thành công và những người giàu có, phải không nào? Chính vì vậy bạn hãy biết cách dung hòa những mối quan hệ xung quanh công ty của chúng ta và đặc biệt xây dựng, tạo dựng cho mình được những mối quan hệ chất lượng ở cuộc sống, ở xoay quanh những cái lĩnh vực mà chúng ta đang đề cập đến. Đó chính là cái điều số 2. Nếu như bạn muốn phát triển sự nghiệp một cách nhanh chóng, thành công một cách đột phá thì bạn phải nắm rõ được hai cái nguyên tắc đầu tiên mà mình sẽ chia sẻ ở phía trên. Và cái nguyên tắc số 3 nữa mà mình muốn chia sẻ và muốn gửi đến tất cả các bạn đó chính là bạn phải kiểm soát tốt được cảm xúc của mình. Trong một cái trường hợp nào đó bạn đang gặp khó khăn hoặc bạn đang gặp những cái vướng mắc mà bạn không thể nào thoát ra khỏi được, hoặc bạn đang gặp những cái vấn đề mà liên quan đến sếp của mình,
Ví dụ bạn không hoàn thành một công việc thì lúc đó sếp giao cho bạn một cái công việc đó rồi bạn không hoàn thành được, và bạn nghĩ rằng công việc này nó khó, từ đó sếp sẽ như thế nào ạ? Có thể nếu như bạn chọn những cái người sếp đấy thì họ sẽ đánh giá bạn rất là cao. Bạn không hoàn thành được công việc, họ có thể trách mắng bạn rằng bạn không hoàn thành được công việc, họ sẽ trừ lương của bạn. Thì từ đó bạn sẽ rất là dễ chán nản, bạn rất là dễ bỏ cuộc, và từ đó bạn nghĩ rằng là mình không đủ năng lực. Từ đó bạn lại không kiểm soát được cảm xúc của mình, và từ đó bạn lại nghĩ rằng công ty này không hợp với mình, thì mình sẽ từ bỏ công ty này và chuyển sang một công ty khác. Nếu như bạn có cái suy nghĩ đó, tức là bạn không kiểm soát được tốt các cái hành vi cư xử, cũng như không kiểm soát được tốt cái cảm xúc của mình, thì bạn rất khó để có thể phát triển sự nghiệp. Chính vì vậy, kiểm soát được những hành vi, những lời nói, kiểm soát được cảm xúc của mình là một trong những kỹ năng vô cùng quan trọng. Nếu như bạn kiểm soát tốt được cảm xúc của mình thì sự nghiệp của bạn sẽ phát triển lên một tầm cao mới, và bạn sẽ đạt được thành công một cách đột phá trong công ty cũng như trong đời sống hàng ngày. Và một cái điều tiếp theo nữa, nếu như bạn muốn phát triển sự nghiệp thì bạn phải có niềm đam mê, bạn phải yêu thích cái công việc mà mình đang làm. Công việc bạn đang làm thì bạn có yêu thích hay không, hay bạn chán ghét nó, thì cái điều này nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái việc mà bạn xác định ngay từ ban đầu. Bạn phải làm rõ những kỳ vọng ngay từ ban đầu. Nếu như bạn làm một công việc mà bạn yêu thích thì bạn sẽ cống hiến hết mình, bạn sẽ đam mê, bạn sẽ nhiệt huyết, và từ đó cái khát khao cháy bỏng trong bạn sẽ được rực sáng lên. Từ đó sự nghiệp của bạn sẽ rất dễ nhanh phát triển được, và bạn sẽ tập trung 100% sức lực, thời gian, tất cả mọi thứ của mình vào trong cái công việc đó, thì bạn mới có thể gặt hái được thành công. Còn nếu như bạn làm việc một cách lửa vời, bạn làm việc không chú tâm vào công việc, bạn không để ý đến cái tương lai của mình, mà bạn chỉ chăm chăm vào những cái lợi ích trước mắt, thì bạn rất khó để có thể thành công được. Chính vì vậy, để mà có thể phát triển sự nghiệp thành công một cách đột phá của các bạn, thì bạn phải cân bằng được giữa các cái yếu tố công việc và đời sống cá nhân của mình. Và đặc biệt bạn phải liên tục học hỏi, phát huy, học hỏi kinh nghiệm của người trước, liên tục tối ưu hóa những cơ hội, học hỏi không ngừng, học, học nữa, học mãi, và biết xây dựng cho mình những mối quan hệ chất lượng, và phải làm những công việc mà mình yêu thích. Thì từ đó bạn mới đam mê, bạn mới cháy bỏng hết mình với cái công việc mà mình đang làm. Và một cái điều nữa để có thể phát triển sự nghiệp, phát triển tương lai của bạn nữa, thì phải cần có một cái yếu tố này mà mình nghĩ rằng nó rất là quan trọng. Đó chính là gì các bạn có biết không? Đó chính là các kỹ năng giao tiếp. Tất cả các cái cơn nguồn của sự thất bại hay của sự thành công, nó đều nằm ở trong kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lãnh đạo bản thân, cũng như kỹ năng lãnh đạo những cái yếu tố nó xảy ra trong cuộc sống của bạn. Nếu như bạn giỏi chuyên môn mà bạn không có kỹ năng giao tiếp thì nó sẽ hạn chế bạn rất là nhiều trong công việc cũng như trong đời sống. Chính vì vậy, bạn phải liên tục rèn cho mình những cái kỹ năng giao tiếp, và để có thể có được những kỹ năng giao tiếp tốt, tức là bạn ăn nói một cách hoạt bát, ăn nói để có thể không gây khó chịu cho người khác, thì bạn cần phải rèn luyện. Và bạn rèn luyện bằng cách nào? Đó chính là bạn hãy giao tiếp, tiếp xúc thường xuyên, hãy tìm đọc cho mình những cuốn sách mà mình yêu thích. Thì từ đó tự nhiên các kỹ năng giao tiếp của bạn sẽ trở nên giỏi hơn, kỹ năng giao tiếp của bạn sẽ thành thạo hơn, và từ đó công việc, sự nghiệp của bạn sẽ phát triển hơn. Trên đây mình đã chia sẻ những cái cách mà giúp các bạn, sự nghiệp của các bạn phát triển một cách nhanh chóng, thành công, một cách đột phá. Nếu bạn nắm rõ những nguyên tắc đỉnh cao mà mình kể ở phía trên, thì mình tin chắc chắn rằng không sớm thì muộn thì bạn cũng sẽ được thăng tiến trong sự nghiệp. Không sớm thì muộn, cuộc sống của bạn sẽ trở nên dễ thở hơn, và bạn sẽ gặt hái được cho mình những thành công tuyệt vời. Và video này của mình đến đây là kết thúc. Nếu anh chị và các bạn thấy video này của mình hay, hữu ích, hãy nhớ đăng ký kênh và ấn vào biểu tượng chuông bên cạnh để có thể cập nhật được những thông tin hay, bổ ích nhất mà mình sẽ chia sẻ trên kênh Lê Đình Kiên. Và mình đã để một đường link Facebook ở dưới phần mô tả của video này. Bạn hãy click vào đường link Facebook đó để có thể kết nối, trò chuyện, giao lưu với mình. Và mình cũng thế, mình biết đâu đó mình có thể giúp các bạn thay đổi được suy nghĩ. Mình rất là muốn học hỏi những cái kiến thức cũng như những cái kinh nghiệm của tất cả mọi người xung quanh khi mà các bạn kết nối với mình. Và video này của mình đến đây là kết thúc.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới. Xin chào và hẹn gặp lại.